Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 12 tháng 6 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong đại lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô tại Ostia chiều Chúa Nhật ngày 3 tháng 6 vừa qua. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn. Anh em là muối cho đời, muối ngược đời mầm nồng tươi mới. Hãy là ánh sáng trần gian, ánh sáng cho đời nhận biết Chúa là Cha. Ngoài kia dù đời có vô cảm, này bạn ơi nhớ nghe ta là muối. Ngoài kia dù đời có hững hờ, này bạn ơi ta thắp niềm tin. Tôi xin làm muối cho đời, muối ngược đời mặn nồng tươi mới. Nguyện là ánh sáng trần gian, ánh sáng cho đời nhận biết Chúa là Cha. Đời tôi phải thành muối mặn nồng, để trần gian thắp ngát hương tình yêu. Đèn soi phải đặt trên giá đèn, để mọi nơi biết Chúa tình thương. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 13 đến câu 16. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp mà thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, đấng ngự trên trời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã khẳng định cách mạnh mẽ rằng các môn đệ của Chúa, những ai tin yêu Chúa là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Nghĩa là Chúa Giêsu muốn họ phải trở nên hoàn thiện mỗi ngày trong tương quan với Thiên Chúa, với chính mình và tha nhân. Đặc biệt, sự hữu ích được đặt trong tương quan với tha nhân, với thế gian, với những người chưa tin yêu Chúa. Chúng ta thấy điểm chung của muối và ánh sáng là trở nên hữu dụng cho người khác. Sau khi Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ mặc lấy sự công chính của hiến trương nước trời nơi tám mối phúc thật, thì giờ đây, Chúa mời gọi các ông đem sự công chính đó áp dụng vào cuộc sống để ướp mặn cho đời và chiếu soi trần gian. Ở đây, khi khẳng định các môn đệ là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian, Chúa Giêsu muốn nói đến sứ mạng truyền giáo. Do ơn gọi, người môn đệ phải trở thành ánh sáng và thông chia ánh sáng cho người khác. Họ không được thiếu ánh sáng của các việc tốt và đóng kín chính mình. Nghĩa là, giống như muối và ánh sáng, đời sống gương mẫu tốt lành, yêu thương, tha thứ của các môn đệ làm cho trần gian trở nên tốt hơn mỗi ngày. Chính các việc tốt giúp cho môn đệ sống đúng tư cách môn đệ của Chúa Giêsu. Hay nói cách khác, chỉ khi các môn đệ và từng Kitô hữu chúng ta ý thức mình là muối, là ánh sáng,
thì chúng ta mới phát huy hết những khả năng Chúa ban để trở nên hữu ích cho mọi người. Để thế gian sẽ nhìn thấy ánh sáng, những công việc tốt lành, lời nói yêu thương của chúng ta, mà tin nhận Thiên Chúa, tôn vinh và mến yêu Ngài. Bên cạnh đó, Chúa Giê-xu cũng cảnh giác các môn đệ rằng, nguy cơ nhạt đi nơi đời sống phục vụ của chúng ta luôn là điều có thể xảy ra. Khi ta để cho suy nghĩ, lời nói và việc phục vụ của mình nhuốm màu thế tục, sống theo thói đời, theo tinh thần thế gian. Sở dĩ thế gian hôm nay đang còn quá nhiều bóng tối và sự tha hóa về lối sống là vì nhiều Kitô hữu chúng ta đã không làm muối và ánh sáng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hành trình trở nên muối và ánh sáng là hành trình giúp chúng ta ý thức lại căn tính và sứ mạng là người con của Chúa trong nhân loại. Thế nhưng, nếu chúng ta là ánh sáng mà không thể tỏa sáng, thì còn xứng đáng được gọi là ánh sáng không? Nếu chúng ta là muối mà không còn hữu dụng cho tha nhân, thì còn là muối chăng? Nếu chúng ta là con cái của Thiên Chúa mà không sống theo tin mừng yêu thương, thì chúng ta còn thuộc về Chúa nữa không? Qua bí tích rửa tội, chúng ta được mời gọi là muối và ánh sáng. Nên nhớ rằng, cả muối và ánh sáng đều phải được cho đi, chứ không phải là để giữ lại ích kỷ cho riêng mình. Là muối, chúng ta hủy mình đi, thấm vào mọi ngóc ngách của cuộc đời, để làm cho xã hội có đủ sức mạnh tâm linh mà chiến thắng mọi sự dữ. Là ánh sáng, chúng ta chiếu soi vào trần gian ánh sáng của Thiên Chúa và trở thành dấu chỉ của sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa giữa thế gian này. Giữ được vị mặn của phúc âm và sống trong phục vụ quên mình, người môn đệ của Chúa dù có ý thức hay không, họ vẫn đang làm muối ướp mặn đời và ánh sáng cho trần gian. Lạy Chúa Giê-xu là ánh sáng phát xuất từ ánh sáng. Chúng con biết rằng, trở nên Kitô hữu là trở nên muối và ánh sáng. Nhưng nếu ánh sáng cuộc đời chúng con lại trở thành bóng tối, hoặc muối cuộc đời lại mất đi vị mặn thì quả là vô ích. Giữa cuộc đời đen tối này, xin cho con biết trở nên ánh sáng, trở nên muối mặn. Nhờ đó mọi người nhận ra và tin yêu Chúa nhiều hơn. Amen. Ta xin là muối cho đời, muối ướp đời mặn nồng tươi mới. Nguyện là ánh sáng chân gian, ánh sáng cho đời nhận biết Chúa là Cha. Chân gian từng nhịp bước thăng trầm. Này bạn ơi theo Chúa luôn nhiệt tâm, trần gian đầy buồn vui kiếp người, nguyện đời ta trong sáng đẹp tươi. Anh em là muối cho đời, muối ướp đời mang nồng tươi mới. Hay là ánh sáng trần gian, ánh sáng cho đời nhận biết Chúa là Cha. Ngoài kia dù đời có khó khăn, ngày bạn ơi nhớ nhé ta là muối. Ngoài kia dù đời có hững hờ, ngày bạn ơi ta thắp niềm tin. Anh em là muối cho đời, muối ướp đời mặn nồng tươi mới. Hay là ánh sáng trần gian, ánh sáng cho đời nhận biết Chúa là Cha. Anh em là muối cho đời. Cho đời nhận biết Chúa là Cha, ánh sáng cho đời nhận biết Chúa là Cha, ánh sáng cho đời nhận biết Chúa là Cha. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây,
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin giáo phận Vinh. Caritas Vinh kêu gọi chia sẻ hành trình với những người tị nạn và di cư. Hôm 8 tháng 6 vừa qua, với sự đồng thuận của Đức Giám mục Giáo phận Vinh, Ban Caritas Vinh đã có lá thư gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận về việc tham gia hành trình chia sẻ với những người tị nạn và di cư. Toàn văn lá thư như sau. Xã Đoài, ngày 8 tháng 6 năm 2018. Chia sẻ hành trình với những người tị nạn và di cư. Kính gửi quý cha và toàn thể anh chị em. Trong sứ điệp Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 104 với chủ đề Đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân và người tị nạn, Đức Thánh Cha Francisco nói, mỗi người khách lạ gõ cửa nhà chúng ta là một cơ hội để chúng ta gặp Chúa Giêsu Kitô, đấng đồng hóa mình với những người khách lạ được tiếp đón hay bị chối từ trong mọi thời. Đức Thánh Cha ngỏ lời với các cá nhân, cộng đồng và cả nhà lãnh đạo thế giới. Hãy hành động cụ thể hơn để chào đón, bảo vệ, thăng tiến và hòa nhập những người di cư và tị nạn ở mọi giai đoạn trong hành trình của họ. Trong chiều hướng đó, Caritas Quốc tế mở ra chiến dịch, chia sẻ hành trình để bày tỏ tình liên đới với người di dân và người tị nạn, giúp các cộng đồng xích lại gần nhau hơn qua tuần lễ hành động toàn cầu. Sẽ được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 6 năm 2018, xung quanh Ngày Tị nạn Thế giới 20 tháng 6 năm 2018, nhằm kết hợp các hành động và lời cầu nguyện của chúng ta về vấn đề di cư, tập trung nỗ lực chuyển từ tư duy sợ hãi sang hy vọng. Thấm nhuần lời kêu gọi của Caritas Việt Nam nhằm bày tỏ sự quan tâm đối với người di dân và người tị nạn, được sự đồng ý của Đức Giám mục Giáo phận, Caritas Vinh kêu gọi quý cha và các giáo xứ trên toàn giáo phận thực hành các việc cụ thể sau đây. 1. Dâng thánh lễ cầu nguyện cho người di dân và tị nạn vào ngày 20 tháng 6 năm 2018. 2. Tổ chức một sự kiện nào đó như tổ chức bữa ăn cho người di cư trong giáo xứ, hoặc có thể chia sẻ các tài liệu liên quan đến chiến dịch trên các phương tiện truyền thông xã hội hay bằng một việc làm cụ thể nào đó tùy vào điều kiện của giáo xứ mình. Hàng ngày, sẵn sàng đón nhận và giúp người di dân hòa nhập cộng đồng, cho họ dễ dàng lãnh nhận bí tích và học giáo lý. Hy vọng rằng, với tình yêu Chúa Kitô thúc bách, người môn đệ của Ngài biết cách yêu thương người khác, kể cả người xa lạ, và biến yêu thương thành hành động cụ thể. Thay mặt Ban Bác ái Xã hội Caritas Vinh, Giám đốc đã ký và đóng dấu, Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Huy Tuấn. Giám mục Giáo phận Vinh đã ký và đóng dấu, Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Tin Hồng Kông. Hồng Kông chuẩn bị cho cuộc hành hương Teze quốc tế vào tháng 8. Hàng ngàn bạn trẻ Kitô hữu từ khắp nơi trên thế giới sẽ tụ về từ ngày 8 đến 12 tháng 8 năm nay tại Hồng Kông cho buổi cầu nguyện Teze, cuộc hành hương của niềm tin và hòa giải. Các nhà lãnh đạo Kitô giáo của Hồng Kông đã tuyên bố, chúng ta đang sống sáng kiến này như là một dấu chỉ cho niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu. Thế nên ngày nay, sáng kiến này thật cần thiết cho thế giới chúng ta, và với Hồng Kông, đặc biệt để thúc đẩy công lý, hòa giải và hòa bình. Chúng ta phải giáo dục cho giới trẻ của chúng ta theo chiều hướng này, để họ có thể góp phần chuyển biến xã hội. Sự kiện này là một cơ hội để mở ra những con đường mới cho niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu. Họ nói tiếp, cuộc họp này sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho những người trẻ được đón tiếp và chia sẻ niềm tin với những người trẻ khác. Đức Tổng Giám mục Paul Wong, Đức Giám mục Anh giáo của Hồng Kông, Đức Hồng Y Doan Thang Hán, Giám mục Công giáo danh dự của Hồng Kông, Đức Cha Sô Sinh Dick Eric, Chủ tịch Hội đồng Kitô giáo của Hồng Kông sẽ phát biểu tại cuộc họp.
Becky Hui, một người công giáo trẻ đến từ Hồng Kông, nói với hãng tin Fides rằng, trái tim tôi hân hoan, tôi không thể chờ đợi để gặp gỡ mọi người. Cuộc sống ở Hồng Kông là kiểu sống cuồng vội. Cuộc họp mặt TG hướng dẫn chúng ta dừng lại, tịnh tâm để sống cuộc sống với một trái tim giản dị, để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể hiệp thông với anh chị em mình khắp châu Á. Thầy Aloa Đặc Trách TG đã giải thích, cuộc hành hương của niềm tin trên tất cả là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh và với tha nhân. Nhờ lời cầu nguyện chung, mỗi người tự trải lòng với Thiên Chúa. Qua việc chia sẻ và lòng hiếu khách, mỗi người chấp nhận vượt qua rào cản biên giới và khác biệt để chào đón nhau và làm phong phú lẫn nhau. Cộng đồng Teze ở Pháp đã trở thành một trong những giáo điểm hành hương Kitô giáo quan trọng nhất trên thế giới. Hơn 100.000 bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới đã đến đây mỗi năm để cầu nguyện, để đọc và suy gẫm Kinh Thánh, để cùng nhau làm việc. Cộng đồng TG là một kiểu dòng tu Kitô giáo theo tinh thần đại kết, thúc đẩy hòa bình và công lý bằng việc cầu nguyện và tịnh tâm. Cầu nguyện TG được hơn 100 tu sĩ, công giáo và tin lành biến tấu. Họ đến từ khoảng 30 quốc gia trên thế giới. Cộng đồng TG được thầy Roger, một tín hữu tin lành, thành lập năm 1940, với ý tưởng phục vụ cho người trẻ và thúc đẩy sự đoàn kết và tình liên đới với nhau. Tin Malaysia. Người công giáo Malaysia cam kết giúp đất nước trả nợ. Theo tin từ Thông tấn Giáo hội Châu Á, cơ quan thông tấn của Hội Thừa sai Hải ngoại Paris, ngày 4 tháng 6 vừa qua, Đức cha Julian Leo, Tổng giám mục Kuala Lumpur, đã gửi thư cho các tín hữu công giáo, thông báo rằng tất cả các khoản dân cúng trong các thánh lễ từ ngày 22 đến 24 tháng 6 này sẽ được đóng góp để gây quỹ cho chính phủ. Giáo hội Malaysia muốn tham gia vào việc tái thiết đất nước. Khoản nợ 1.000 tỷ ringgit này chiếm 80% GDP quốc gia. Các nhà thờ ở hai bang của Borneo, Sabah và Sarawak dự kiến sẽ tham gia vào sáng kiến này. Việc gây quỹ được cho là ý nghĩa khi người công giáo đại diện cho 3,5% trong số 31 triệu dân của đất nước, bao gồm 9 giáo phận, trong đó có 3 tổng giáo phận. Khoản nợ là do sự quản lý kém của cựu chính phủ và sự tham nhũng của cựu thủ tướng Najib Razak. Lời kêu gọi cho việc quyên góp hy vọng này ngay lập tức được tất cả người Malaysia lắng nghe, những người vẫn đang ăn mừng sự thay đổi của chính phủ sau cuộc bầu cử quốc gia ngày 9 tháng 5. Cho đến nay, việc quyên góp đã được hơn 8 triệu đô la. Trong số đó có sự đóng góp của những bạn trẻ mà công việc của họ là rửa xe, các doanh nghiệp quyết định từ bỏ một số lợi nhuận, cá nhân và nhóm cũng tham gia vào việc gây quỹ này. Trong khi đó, cựu thủ tướng Najib Razak vẫn là trung tâm của các cuộc điều tra quốc tế. Chính phủ Mỹ cho biết cựu thủ tướng Malaysia đã chiếm dụng một phần của các quỹ mà ông kiểm soát. Họ cáo buộc ông đã chuyển gần 700 triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng của ông. Ông Najib đã phủ nhận sự thật, nhưng các cuộc điều tra đã tăng gấp đôi kể từ khi chính phủ sụp đổ. Sự tức giận đã dấy lên bởi vụ bê bối đã góp phần vào chiến thắng của liên minh Pakatan Harapan, dẫn đầu bởi Thủ tướng 92 tuổi Mahathir Mohamad, người có chiến thắng tuyệt vời vào ngày 9 tháng 5 vừa qua, chấm dứt hơn 60 năm trị vì của liên minh Barisan Nasional. Vào ngày 25 tháng 5, cảnh sát Malaysia tuyên bố đã tìm thấy 28,6 triệu đô la tiền mặt giấu trong túi xách trong khi tìm kiếm một số căn hộ gần liền với ông Najib. Cuộc tìm kiếm cũng phát hiện ra hơn 30 bao chứa đồng hồ và đồ trang sức. Tin Giáo phận Đà Nẵng. Thánh lễ truyền chức linh mục tại Giáo phận Đà Nẵng. Sáng sớm mùng 8 tháng 6 vừa qua,
lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu, bổn mạng giáo phận và cũng là bổn mạng của giáo xứ chính tòa. Tại tiền đường nhà thờ chính tòa giáo phận Đà Nẵng, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Nẵng đã chủ sự thánh lễ phong chức linh mục cho ba thầy phó tế. Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse đã nhắc đến ba niềm vui và hồng ân cần được cảm tạ trong thánh lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu, bổn mạng giáo phận và giáo xứ chính tòa và truyền chức linh mục. Sau phần phụng vụ lời Chúa là nghi lễ truyền chức linh mục với những diễn tiến, lời thỉnh nguyện của cha tổng đại diện đặc trách ơn gọi, xướng danh tiến chức và những lời thẩm vấn và chấp thuận của Đức giám mục giáo phận. Trong giáo huấn mở đầu nghi lễ truyền chức, Đức cha Giuse đã trích lời giảng của Đức thánh cha Francisco trong một dịp lễ kính thánh tâm tại Roma về hai hình ảnh trái tim được gợi ý suy niệm khi mừng lễ kính thánh tâm. Đó là trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu bày tỏ tình yêu toàn hiến và tự hiến của Con Thiên Chúa nhập thể cứu chuộc nhân loại, nghĩa là lòng Chúa thương xót. Và trái tim của mỗi người chúng ta cũng bừng cháy lửa yêu mến xuất phát từ tình yêu quan phòng và dung thứ của Thiên Chúa để mỗi tín hữu, đặc biệt là các người được Thiên Chúa tuyển chọn làm mục tử, chăm sóc đoàn chiên của Chúa, tiếp tục thắp sáng trong đời sống yêu thương phục vụ và loan báo tin mừng. Trước khi nhận phép lành kết thúc thánh lễ là lời tạ ơn của các tân linh mục dâng lên Thiên Chúa và các chủ chăn và cộng đoàn. Trong lời đáp từ, Đức cha Giuse thay mặt giáo phận tặng cho các linh mục ba bó hoa thắm, tình phụ tử, tình huynh đệ và tình bằng hữu. Đức cha cũng chính thức thông báo một số cử hành và quy định liên quan đến năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo tại Việt Nam cho cộng đoàn dân Chúa Đà Nẵng và chương trình xây dựng nhà hưu dưỡng cho các linh mục tại khuôn viên trung tâm mục vụ giáo phận. Đức cha Giuse cũng mời gọi mọi thành phần dân Chúa giáo phận đồng lòng chung sức tham gia các sinh hoạt mục vụ tông độ, đặc biệt là xây dựng thêm cơ sở cho giáo phận sẽ khởi sự trong những tháng sắp tới. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, hôm Chúa Nhật mùng 3 tháng 6 vừa qua, Đại lễ Kính Minh Máu Thánh Chúa, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại Ostia, thành phố cạnh bờ biển, cách trung tâm Roma khoảng 30 cây số. Thánh lễ có khoảng 10.000 tín hữu tham dự. Một thời sự hôm nay, kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng lễ nói trên của Đức Thánh Cha qua bản dịch Việt ngữ của Linh Mục Trần Đức Anh và Hồng Thủy từ Vatican. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Anh chị em thân mến, bữa tiệc ly được kể lại trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Nhưng đáng ngạc nhiên là đoạn tin mừng tập trung vào việc chuẩn bị cho bữa tiệc hơn là vào chính bữa tiệc. Động từ chuẩn bị được nhắc đến nhiều lần. Ví dụ, các môn đệ hỏi, Thầy muốn chúng con chuẩn bị nơi nào để Thầy có thể ăn lễ vượt qua? Chúa Giêsu sai họ đi chuẩn bị với những chỉ dẫn cụ thể rõ ràng, và họ thấy một căn phòng lớn được chuẩn bị sẵn sàng. Các môn đệ đi chuẩn bị, nhưng Chúa đã chuẩn bị trước rồi. Một điều tương tự như thế cũng xảy ra sau khi Chúa phục sinh. Khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ lần thứ ba, trong khi họ đang đánh cá, người chờ họ trên bờ, nơi người đã chuẩn bị bánh và cá cho họ. Nhưng đồng thời, người yêu cầu các môn đệ của mình
mang theo một số cá mà họ vừa bắt được, và chính người đã chỉ cho họ cách đánh bắt cá. Trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe cũng vậy. Chúa Giê-xu chuẩn bị trước và yêu cầu các môn đệ cộng tác. Ngày trước lễ vượt qua, Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ, Thầy đi để chuẩn bị một chỗ cho các con, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Chính Chúa Giê-xu là người chuẩn bị, và chính Chúa Giê-xu, trước lễ vượt qua của người, với những lời kêu gọi mạnh mẽ và các dụ ngôn, đã yêu cầu chúng ta chuẩn bị chính mình, để sẵn sàng. Tóm lại, Chúa Giê-xu chuẩn bị cho chúng ta và cũng yêu cầu chúng ta chuẩn bị. Người chuẩn bị gì cho chúng ta? Một nơi chốn và thức ăn. Một nơi quý giá hơn là căn phòng rộng rãi được dọn sẵn, như sách tin mừng kể lại. Đó là ngôi nhà rộng lớn của chúng ta ở đây, là giáo hội, nơi có và phải có chỗ cho tất cả mọi người. Nhưng Chúa cũng dành cho chúng ta một nơi ở trên thiên đàng, để ở cùng người và cùng nhau mãi mãi. Bên cạnh nơi chốn, người còn chuẩn bị cho chúng ta lương thực, là bánh, là chính người. Các con hãy cầm lấy, này là mình thầy. Hai món quà này, địa điểm và thức ăn, là những gì chúng ta cần để sống. Đó là lương thực và chỗ ở vĩnh viễn. Cả hai đều được trao ban cho chúng ta trong thánh thể. Ở đây, Chúa Giê-xu chuẩn bị cho chúng ta một nơi ở dưới thế này. Bởi vì thánh thể là trái tim đang đập của giáo hội, sinh ra giáo hội và tái tạo nó, tập hợp giáo hội lại với nhau và ban cho nó sức mạnh. Nhưng thánh thể cũng chuẩn bị cho chúng ta một nơi trên đó, trong cõi vĩnh hằng, bởi vì đó là bánh từ trời. Thánh thể xuất phát từ đó. Nó là chất thể duy nhất trên trái đất này thực sự biết về vĩnh cửu. Đó là bánh của tương lai, thứ bánh cho chúng ta nếm hưởng trước một tương lai vô tận, lớn hơn bất kỳ kỳ vọng nào. Đó là thứ bánh làm no thỏa cơn đói khát về những kỳ vọng lớn nhất của chúng ta và nuôi dưỡng những giấc mơ đẹp nhất của chúng ta. Tóm lại, đó là sự bảo chứng của sự sống đời đời, không chỉ là một lời hứa, mà là một cam kết, một sự tham dự cụ thể trước về những gì sẽ được trao ban cho chúng ta. Thánh thể là sự giữ chỗ trước trên thiên đàng. Đó là Chúa Giê-xu của ăn đàng trong cuộc hành trình của chúng ta hướng đến cuộc sống phúc lộc không bao giờ kết thúc. Ngoài nơi chốn, trong bánh được thánh hiến, Chúa Giê-xu chuẩn bị lương thực, chất dinh dưỡng cho chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta cần liên tục nuôi dưỡng bản thân, không chỉ với thức ăn, mà còn bằng các dự tính và tình cảm, ước muốn và hy vọng. Chúng ta đói được yêu thương. Nhưng những lời khen ngợi được yêu thích nhất, những món quà đẹp nhất và những công nghệ tiên tiến nhất thì không đủ. Chúng không bao giờ thỏa mãn chúng ta hoàn toàn. Thánh thể là một lương thực đơn giản, như bánh, nhưng là thứ duy nhất thỏa mãn chúng ta. Bởi vì không có tình yêu nào cao trọng hơn. Ở đó, chúng ta thực sự gặp Chúa Giê-xu, chia sẻ cuộc sống của người, cảm thấy tình yêu của người. Ở đó, bạn có thể cảm nghiệm rằng sự chết và sống lại của người là vì bạn. Và khi bạn thờ phượng Chúa Giê-xu trong thánh thể, bạn nhận được từ người Chúa Thánh Thần và tìm thấy hòa bình và niềm vui. Anh chị em thân mến! Chúng ta hãy chọn thức ăn sự sống này. Chúng ta hãy đặt thánh lễ lên hàng đầu. Hãy tái khám phá việc chầu thánh thể trong cộng đoàn của chúng ta. Chúng ta cầu xin ơn được đói khát Thiên Chúa, không bao giờ cảm thấy chán những gì người chuẩn bị cho chúng ta. Nhưng, cũng như các môn đệ, giờ đây, Chúa Giê-xu cũng yêu cầu chúng ta chuẩn bị. Như là các môn đệ, chúng ta hãy hỏi người, Chúa ơi, Chúa muốn chúng con đi đâu để chuẩn bị? Ở đâu? Chúa Giê-xu không thích những nơi độc quyền và được chọn lựa. Người tìm kiếm những nơi không được tình yêu thương lan tỏa tới, những nơi không được tác động với hy vọng. Ở những nơi không thoải mái đó,
Người muốn đi đến và yêu cầu chúng ta chuẩn bị chỗ cho người. Có bao nhiêu người không có một nơi xứng đáng để sống và lương thực để ăn? Nhưng tất cả chúng ta đều biết về những con người cô đơn, đau khổ, nghèo khổ. Họ là những nhà tạm bị bỏ rơi. Chúng ta, những người nhận được thức ăn và chỗ ở từ Chúa Giê-xu, đang ở đây để chuẩn bị một chỗ và thức ăn cho những anh em yếu đuối hơn này. Chúa đã trở nên bánh được bẻ ra cho chúng ta. Người yêu cầu chúng ta trao tặng chính mình cho những người khác. Không còn sống cho chính mình nữa, nhưng là sống cho nhau. Như thế, chúng ta sống bí tích thánh thể, đổ vào thế giới tình yêu mà chúng ta kín mút từ mình máu Chúa, thánh thể trong cuộc sống, nghĩa là chuyển từ tôi sang bạn. Tin mừng còn nói, các môn đệ, sau khi họ vào thành phố, cũng đã chuẩn bị. Chúa cũng kêu gọi chúng ta ngày hôm nay để chuẩn bị cho người đến, không ở lại bên ngoài, nơi xa xôi nữa, nhưng vào các thành phố của chúng ta. Ngay cả trong thành phố này, có tên Ostia, nhắc đến lối vào, cánh cửa. Chúa ơi, cánh cửa nào Chúa muốn chúng con mở ở đây? Những cánh cổng nào Chúa gọi chúng con mở rộng ra? Chúng con phải vượt qua những rào cản khép kín nào? Chúa Giê-xu mong muốn rằng những bức tường dửng dưng và im lặng trước sự ác bị đập bỏ, những rào chắn của sự lạm dụng và kiêu ngạo bị loại bỏ, mở ra những con đường của công bằng, trong sạch và hợp pháp. Bãi biển rộng của thành phố này gợi nhớ vẻ đẹp của việc cởi mở và ra khơi trong cuộc sống. Nhưng để làm được điều này, chúng ta cần tháo gỡ những nút thắt ràng buộc chúng ta với bến tàu của sự sợ hãi và áp bức. Thánh thể mời gọi chúng ta để cho mình được làn sóng của Chúa Giê-xu cuốn đi, để không neo đậu lại trên bãi biển, chờ đợi một cái gì đó đến, nhưng tự do dương buồm, can đảm và hiệp nhất. Bài tin mừng kết thúc rằng, các môn đệ, sau khi đã hát thánh thi, họ đi ra ngoài. Cuối thánh lễ, chúng ta cũng sẽ ra đi. Chúng ta sẽ đi với Chúa Giê-xu. Người sẽ đi trên các con đường của thành phố này. Người muốn sống giữa anh chị em. Người muốn thăm các cảnh đời, đi vào các ngôi nhà, trao ban lòng thương xót giải phóng của người, chúc lành, an ủi. Anh chị em đã trải qua những tình huống đau khổ. Chúa muốn ở gần anh chị em. Hãy mở các cánh cửa cho người, và chúng ta hãy nói với người. Chúa ơi, xin hãy đến thăm chúng con. Chúng con chào đón Chúa trong trái tim của chúng con, trong gia đình của chúng con, trong thành phố của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa đã chuẩn bị cho chúng con lương thực sự sống và một chỗ trong nước Chúa. Xin làm cho chúng con trở thành những người chuẩn bị năng động, những người mang niềm vui của Chúa đấng là đường, để đem tình huynh đệ, công lý và hòa bình trên các con đường của chúng con. Amen. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 4, câu 26 đến câu 34. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa trái. Trước hết, cây lúa mọc lên
rồi chỗ đồng đồng, và sau cùng là thành bông lúa nặng chiếu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt vì đã đến mùa. Rồi người lại nói, chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên, lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn, nhưng khi có thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong loạt bài giảng bằng dụ ngôn của Đức Giê-xu tại miền biển hồ Galilee. Dân chúng ở đây chủ yếu là nghề đánh cá và thợ thủ công, nên trình độ dân trí cũng khá hạn chế. Đó là lý do Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với họ. Bài tin mừng hôm nay thuật lại hai câu chuyện dụ ngôn của Đức Giê-xu về nước Thiên Chúa. Người dùng chính những hình ảnh gần gũi dân dã tại địa phương Galilee để diễn tả mầu nhiệm nước trời, về sức sống mãnh liệt của nước ấy. Dụ ngôn thứ nhất nói về sức mạnh âm thầm của nước Thiên Chúa, như hạt giống được gieo vào lòng đất. Hạt giống tự nó có sức lớn lên, phát triển từ bên trong, chỉ cần đủ điều kiện là nó phát huy tác dụng ngay. Nước Thiên Chúa cũng vậy, dù hoàn cảnh thuận tiện hay không thuận tiện, dù được chú ý đến hay không chú ý đến, dù đêm hay ngày, dù ngủ hay thức, nước Thiên Chúa vẫn cứ phát triển, âm thầm nhưng mạnh mẽ. Xa hơn nữa, dụ ngôn hạt cải muốn diễn tả nước Thiên Chúa ban đầu có vẻ khiêm tốn, nhỏ bé như hạt cải. Nhưng khi đã phát triển thì nó sẽ trở thành một cây to. Sự khác biệt giữa một hạt cải bé tí và cây cải bình thường cũng có thể cho chúng ta hiểu được sự khác biệt ấy. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn diễn tả nước Thiên Chúa theo một cách thức rất khác lạ với cách con người có thể tưởng tượng được. Bình thường trong nhãn quan của con người tự nhiên, khi diễn tả một vương quốc hay khi dùng hình ảnh để so sánh vương quốc, người ta dễ dàng dùng lực lượng hùng mạnh, dân số đông đảo, những thành quả kinh tế, văn hóa đã đạt được, vân vân. Tuy nhiên, về thực chất, nước Thiên Chúa không phải là một hệ thống hay một tổ chức có quy mô theo dáng vẻ bên ngoài, nhưng là những giá trị thật sự bên trong. Đức Giê-xu đang loan báo nước Thiên Chúa qua những câu chuyện, những dụ ngôn, những cách nói bóng bẩy, nhằm làm nổi bật những giá trị mà chúng ta gọi là tin mừng, như tình yêu thương, sự tha thứ, lòng khoan dung, sự thuận hòa, vân vân. Chính vì vậy, phát triển, quảng bá, loan báo nước Thiên Chúa là một cách thức gieo vãi những giá trị nhân văn ấy, những giá trị mà do hậu quả của tội lỗi, con người ta dễ dàng quên lãng hay đánh mất. Nói cách khác, loan báo nước Thiên Chúa có nghĩa là đem những giá trị tin mừng ấy chôn vùi vào trong thế giới, gieo vãi vào lòng nhân loại, để một ngày nào đó, những hạt giống âm thầm nhỏ bé ấy sẽ lớn lên, phát triển, trổ sinh hoa trái. Bài tin mừng hôm nay thuật lại, một khi đã được gieo xuống lòng đất, dù bất cứ hoàn cảnh nào, hạt giống sẽ âm thầm và dần dần mọc lên. Điều đó nhắc cho các nhà truyền giáo, những người thi hành sứ mạng, cần biết kiên nhẫn, không nóng vội, đồng thời phải lạc quan và tin tưởng vào sức mạnh tại thân của lời Chúa. Bên cạnh đó, vì tin tưởng vào sức mạnh tiềm tàng ẩn giấu của hạt giống, chúng ta không nhất thiết phải làm những điều to lớn, cả thể hay vĩ đại.
vì những sự to lớn ấy lại dễ dàng gặp phải những chướng ngại to lớn khác. Nhưng những điều đó lại dễ dàng vượt qua được thử thách, vượt qua được rào cản để đạt đến đích cuối cùng của nó. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần chuyên chăm, cần cù, chịu khó với những việc làm âm thầm nhỏ bé của mình. Người sứ giả tin mừng cũng không cần phải hô hào, ồn ào, phô trương hay quảng cáo cho nhiều, vì những điều đó dễ đem đến phản ứng ngược. Nhưng sự thành thật của chân lý, của niềm tin khiến cho những giá trị tin mừng được đón nhận và nhập tâm. Nhìn vào thực tế của cuộc sống, từ chuyện làm ăn đến việc xây dựng tương quan giữa con người với nhau, những sự phát triển quá nhanh chóng mà không có nền tảng vững chắc, những sự phát triển ồ ạt kiểu đó dẫn đến sự phát triển thiếu bền vững. Xây dựng một tòa nhà cao tầng cần có một nền móng vững chắc. Xây dựng một mối tương quan thắm thiết giữa hai con người cũng cần đến những nền tảng uy tín, niềm tin vững bền. Thì cũng vậy, xây dựng nước Thiên Chúa cần phải có những giá trị nền tảng được gieo vãi từ từ, âm thầm, chắc chắn và tốn thời gian. Thời đại mà chúng ta đang sống được gọi là thời đại của khoa học công nghệ tiên tiến. Người ta không những chỉ cần nhấn nút là máy móc hoạt động, nhưng còn ra lệnh bằng giọng nói và thậm chí bằng cả ý nghĩ. Chính trong bối cảnh ấy, trong chính không gian ấy, con người ta lại dần dần xa nhau hơn. Người ta có khuynh hướng tìm kiếm những điều dễ dãi nhất. Chẳng hạn, việc đi thăm viếng một ai đó sẽ bị cho là mất công, tốn thời gian, so với việc dùng điện thoại bấm số là có thể nói chuyện được ngay. Tuy nhiên, có rất nhiều việc không thể dùng robot để thay thế. Từ những chuyện đơn giản như nấu một bữa ăn ngon, cắt một mái tóc, đến những chuyện phức tạp hơn như việc dạy dỗ và bảo ban con cái. Những việc làm đó không thể thay thế bằng máy móc, không thể thay thế bằng những giải pháp dễ dàng và vội vã. Việc loan báo tin mừng cũng vậy. Không máy móc nào có thể loan báo lời Chúa, không robot nào có thể dạy con người những giá trị nhân văn. Những gì người nông dân cần phải làm trong hai câu chuyện dụ ngôn là rất đơn giản. Chỉ cần tin tưởng gieo vãi những hạt giống tốt. Việc lớn lên là chuyện của hạt giống. Thiên Chúa sẽ cho mọi sự phát triển theo như kế hoạch của Ngài. Biết là chúng ta làm hết cả khả năng và trách nhiệm mình. Thánh Phaolô đã nói rất chí lý rằng, tôi trồng, Apollo tưới, nhưng chính Thiên Chúa mới làm cho mọc lên. Vì thế, ai là người gieo trồng, ai là người vun tưới, hãy cứ làm hết trách nhiệm của mình, và phần còn lại dành cho Thiên Chúa. Đừng có ai nản chí sờn lòng khi những cố gắng của mình chưa mang lại kết quả nhãn tiền. Hãy cứ làm hết sức mình, hết trách nhiệm của mình, đó là điều Thiên Chúa đòi hỏi mỗi người chúng ta. Cũng vậy, không ai xứng đáng để vênh vang tự phụ cho rằng mình đã làm được điều này hay điều kia, nhưng tất cả đều phải tùy thuộc vào lòng thương xót quảng đại của Thiên Chúa. Amen. Trên nương đồng người đi gieo giống, đi trên nương đồng người đi gieo giống, đi gieo muôn hạt vàng tươi tung rơi trên về đường đi, muôn chim bay lại dành ăn rơi trên đất nền, hạt rơi trên đá, rơi trên đất mềm, hạt rơi trên đá nắm đốt khi mặt trời lên, dễ heo không mọc được chim, không đông dễ sâu vào đầu, hạt rơi vương vãi rơi vào đám gai, gai mọc lấp che
dài đằng co đã có sẽ được bù thêm cho thêm dù đã dư đầy. Anh không có gì sẽ đi đoạt ngay. Ấy thế nước trời cũng giống như ai khôn ngoan biết đem ra dùng mọi phần ở trong kho mình. Đi trên đường vòng, đi trên người đi đâu rồi? Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện. Xin cho cuộc đời con luôn đặt niềm tin nơi Chúa. Xin cho cuộc đời con luôn phó thác trong tay Ngài. Dù gian nan trên đường dài, dù mây đen che khuất lối, xin cho con vững lòng hằng cậy trông nơi Chúa quan phòng. Xin cho trọn đời con trung thành lời con tuyên hứa. Xin cho trọn đời con theo bước Chúa luôn không rời. Thường can về con ngại ngần vì thân con bao yêu đuôi. Xin cho con sức mạnh vượt đường xa theo Chúa đến cùng. Tâm hồn trẻ thơ, xin cho con luôn tin thác vào lòng thương xót Chúa. Xin cho con yêu mến Chúa, tháng năm chẳng đổi thay. Khi an vui hay khốn khó, chọn đời theo Chúa. Vào tháng 6 năm 1675, trong một thị kiến quan trọng, Chúa Giêsu cho Thánh Margarita Maria Alacoque thấy thánh tâm của Ngài có lửa và vòng gai quấn quanh. Ngài vừa chỉ vào thánh tâm, vừa yêu cầu Thánh Margarita vận động giáo hội mừng lễ kính thánh tâm của Ngài. Khi nữ tu Margarita qua đời năm 1690, việc sùng kính thánh tâm mới được thực hiện ở một số nơi. Mãi tới năm 1856, Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 mới phê chuẩn việc sùng kính thánh tâm khắp thế giới. Ngày 9 tháng 5 năm 1928, Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 đã ra thông điệp nói về sự cần thiết phải thực hành việc đền tạ thánh tâm. Ngài nói, việc tôn sùng thánh tâm sẽ chắc chắn dẫn chúng ta đến việc biết Chúa Kitô một cách thân mật và sẽ làm cho tâm hồn chúng ta yêu mến người cách dịu dàng hơn và kết thân với người một cách quảng đại hơn. Trong phút cầu nguyện này, đặc biệt trong tháng 6, tháng kính trái tim Chúa, chúng ta cùng mượn tâm tình lời kinh dâng mình cho thánh tâm Chúa Giêsu của Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 để đền tạ thánh tâm Chúa Giêsu. Tạ ơn trái tim cực trọng Đức Chúa Giêsu đã thương chúng con vô cùng. Ai kể cho xiết được những ơn trái tim cực thánh đã ban cho chúng con. Từ khi Đức Chúa Giêsu mới sinh ra thì trái tim người đã nghĩ đến chúng con là kẻ hèn mọn. Mọi việc người làm
thì đã làm vì chúng con. Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn, đã chịu chết. Trái tim người đã chịu cực khổ vì chúng con. Chúng con lầm lạc bấy lâu nay, chưa cảm nghiệm ơn Đức Chúa Trời nên, xin Đức Chúa Trời tha tội cho chúng con. Chúng con là kẻ nghèo khó, chẳng biết làm thế nào mà tạ ơn cho xứng đáng. Nay ơn trên trời soi sáng, thì chúng con mới biết Đức Chúa Giêsu muốn cho người ta kính mến trái tim người cách riêng. Thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi, chẳng có sự gì lành đáng dâng cho trái tim cực thánh. Chúng con xấu hổ lắm, sắp mình xuống dưới chân đấng nhân lành vô cùng. Chúng con hợp một ý cùng với Đức Thánh Cha mà dâng mình cho trái tim cực trọng Đức Chúa Giêsu. Chúng con dâng linh hồn, xin trái tim gìn giữ cho sạch mọi tội. Chúng con dâng xác, xin trái tim ban ơn cho được làm con Đức Chúa Trời. Mọi sự bề trong bề ngoài, mọi việc chúng con làm, sự sống, sự chết, tài trí, của cải, hết mọi sự chúng con đều dâng cho trái tim Chúa. Dù khi chúng con được sự gì lành, dù khi gặp sự gì nguy khó, thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh trái tim Đức Chúa Giêsu. Chúng con cũng dâng cả anh em họ hàng, xin trái tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành. Lạy trái tim cực thánh, xin cai trị trong lòng chúng con, xin che chở chúng con cho khỏi trước ma quỷ, xin thêm lòng tin cậy kính mến cho chúng con được đẹp lòng Đức Chúa Trời, xin phá những sự giữ hay vây bọc tư bề, xin cứu lấy chúng con trong giờ sau hết, xin ban mọi ơn lành cho Đức Giám Mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giêsu. Xin phù hộ cho các linh mục được đẹp lòng Đức Chúa Trời, cùng xin giúp các đấng, các bậc được dạy dỗ chúng con cho nên. Lời kinh thật đẹp và đầy đủ ý nghĩa dâng kính Thánh Tâm Chúa. Cấu trúc lời kinh là lời cầu nguyện như mẹ Hội Thánh đã từng dạy, gồm 4 phần: tạ ơn, xin lỗi, dâng và xin ơn. Tạ ơn vì tình yêu cứu độ mà Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta. Nhưng chúng ta chẳng nhận ra tình yêu ấy, chưa tạ ơn Chúa cho đủ. Chúng ta khiêm tốn xin Chúa thương tha thứ những thiếu sót và thờ ơ của chúng ta. Lời kinh còn dạy chúng ta tâm tình cậy trông tin tưởng phó thác nơi Chúa, trao dâng linh hồn, thân xác, dâng hết mọi sự ta có và ta là, dâng tất cả những gì thuộc về chúng ta, dâng họ hàng, thân quyến. Và khi dâng như thế, chúng ta hy vọng Chúa gìn giữ cùng ban ơn lành. Cuối cùng, lời kinh dạy chúng ta xin Chúa cho chúng ta yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn, để mãi muôn đời chúng ta được hưởng nhan Thánh Chúa. Lạy trái tim hay thương vô cùng, xin đón lấy trái tim hèn mọn chúng con, xin ban lòng kính mến cho chúng con một ngày một hơn ở đời này. Xin đưa chúng con lên thiên đàng, hưởng kiến trái tim Đức Chúa Giêsu đời đời vô cùng. Amen. Đây đôi dòng lệ rơi theo từng lời kinh sám hối, trong đêm dài lẻ loi con ngỡ Chúa xa con rồi, nguồn yêu thương con tìm về, mưa an vui mong bước đêm, xin cho con nép mình vào tình thương nơi Chúa nhân hiền, xin cho con luôn biết với tâm hồn trẻ thơ, xin cho con luôn tin thác vào lòng thương xót Chúa, xin cho con yêu mến Chúa tháng năm chẳng đổi thay, khi an
gian vui hay khốn khó, trọn đời theo Chúa thôi. Xin cho con luôn biết sống với tâm hồn trẻ thơ. Xin cho con luôn tin thắng vào lòng thương xót Chúa. Xin cho con yêu mến Chúa tháng năm chẳng đổi thay. An vui hay khốn khó, chọn đời theo Chúa thôi. Xin cho cuộc đời con luôn đặt niềm tin nơi Chúa. Xin cho cuộc đời con luôn phó thác trong tay Ngài. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.